Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ xin thuyết trình về bài tập 7 đo nhiệt độ hai kênh 3-4 dùng là EN35 thế hệ LCD 16 nhân 2 có cảnh báo quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, yêu cầu thiết kế phần cứng, viết chương trình mô phỏng. Đây là mạch mình đã mô phỏng sẵn và đây là code của chương trình. Ban đầu các bạn tự tự viết cái chương trình thư viện LCD.c. Rồi mình khai báo là pin E0 là LCD RS, pin E1 là LCD RW, pin E2 là LCD E. Đầu tiên là phần sạc mã LCD. Đơn vị 4 trục 4 bằng kết quả LCD 4. Kết quả LCD 4 này là mình có được do cái đọc nhiệt độ của ADC bằng cái là mình phía là mình thiết lập cái đọc nhiệt độ ở kênh 4. Đây. Và mình delay 1 mili giây. Và sau đó là mình cho kết quả ADC 4 bằng đọc ADC 4 bằng viết ADC là đọc nhiệt độ trên cái ADC đó. Là ý là đọc nhiệt độ trên cái lệnh 335 nó vô cái cộng 4 đó, N4. Và sau đó bằng thì và sau đó mình ghi là kết quả ADC 4 mình vừa đọc rồi, mình sẽ đem chia cho 2,046. Và cũng như vậy, đơn vị 2 trục 2 là bằng cái cũng giống vậy luôn, là bằng kết quả ADC2 đọc nhiệt độ LN35 từ cái kênh 2. Đây. Và bây giờ mình tới hiển thị LCD. Ban đầu là LCD comment 0x80 là các bạn hiển thị ở vị trí ở hàng 1. Vị trí đầu tiên, hàng 1 vị trí đầu tiên. Và sắp ra nhiệt độ 4 bằng gì đó, xong rồi LCD 0x80 cộng 8 có nghĩa là vị trí thứ 8 trong cái hàng led đầu tiên. Mình xuất ra cái khoảng trắng và hàng chục của nhiệt độ và hàng đơn vị của nhiệt độ. Rồi mình xuất ra cái đơn vị của nó là độ C. Tương tự như cái hàng 2. Cái hàng 2 là 0x0. Xuất ra in ra nhiệt độ 2 bằng cái gì đó bằng chục 2 và đơn vị 2 của giá trị nhiệt độ mình vừa mới đọc xong. Và đây là cái chương trình đọc nhiệt độ của kênh 4 và đọc nhiệt độ của LN32 nó vô cái kênh 2. Mình đã dạy giải thích hồi nãy rồi. Và sau đây là cái chương trình chính của mình. Đầu tiên mình khởi tạo xét chít D là hàm ngõ vào, xét chít E là hàm ngõ vào, xét chít C 0x01 là cái hàm ngõ vào, ý lộn E D E là hàm ngõ ra, và xét chít C 0x01 có nghĩa là chân C0 là ngõ vào và cái chân C còn lại là ngõ ra, xét chít A 0x0xMF tất cả cái chân A của phi xử lý đều là ngõ vào. Và mình cài đặt LCD bằng mình dùng lại LCD setup. Và mình ở đây khai báo là đọc ADC kênh 4, đọc ADC kênh 2 hiển thị giá trị nhiệt độ ra màn hình. Và đây là vòng lặp tuần hoàn. Mình sẽ viết là đọc hai cái kênh 4 và kênh 2 và hiển thị ra cái màn hình. Nếu mà hai kênh vượt quá 40 độ C á thì xuất cái ngõ ra C1 là 2, lúc đó đèn sẽ kêu và lâu là pin. Nếu mà nó bé hơn 40 độ thì đèn thì cái chân C1 sẽ xuất ra mức 0 nên là sẽ tắt.
Và sau đây là mình xin biểu diễn trên cái top, trên trên cột top. Các bạn thấy nhiệt độ kênh 4 đang là 440, nhiệt độ 2 đang đang là 39, 40, 39. Mình tăng lên 40. Và khi một trong hai kênh nó quá nhiệt độ thì cái booster sẽ kêu. Và khi hạ thì và khi hạ dưới dưới 40 độ thì nó tắt. Và bài thuyết trình của mình tới đây xin kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.